hôm nay Thiện phát tặng quà cho bà con ở xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú, cũng gần sống cũng gần chùa Nha Sĩ Cũ. Thì hôm nay tại địa điểm là chùa Nha Sĩ Cũ, Kiên Giang, Thiện phát tặng 100 phần quà cho bà con. Thì quà gồm có 10 kg gạo, chai nước mắm, chai nước tương với 1 kg đường. Thì phần quà này là số tiền 500 đô của chú Thu ở bên Mỹ có gửi cho Thiện. Thì Thiện mua gạo. Còn lại chị Cathy Trang Thali có gửi cho Thiện là 2 triệu đồng. Thì cũng cộng vào đây để mua đường, nước mắm với nước tương cho bà con. Thì hôm nay Thiện phát tặng 100 phần quà nha. Chị Cathy Danh có gửi 2 triệu với Thiện mua 100 bậc đường. Thì mỗi bậc đường như là 20 ngàn. Còn chú Thu thì Thiện mua 80 bọc gạo với lại còn lại phần tiền thì Thiện mua nước mắm với lại nước tương là số tiền 500 đô. Còn lại riêng 20 bịch gạo là cô chủ bán gạo gửi nhờ Thiện phát tặng cho bà con luôn. Trong cái dịp tháng 7 nhưng mà ngày hôm nay tới tháng 9 mới phát được, rồi do tại đợt rồi mình phát khoai lang cho nên cái thời gian mà đi giải cứu khoai lang nó không có phát gạo được, ngày hôm nay mới được phát gạo. Thiện xin mến chào cô chú anh chị. Thì hôm nay tại địa điểm chùa Nha Sĩ Cũ, dòng Ghiền, Kiên Giang, Thiện phát tặng 100 phần quà cho bà con. Thì kế bên Thiện là sư trụ trì cũng có đôi lời gửi lời cảm ơn tri ân đến các cô chú anh chị đã giúp đỡ cho bà con Phật tử ở sống quanh chùa Nha Sĩ Cũ. Sư ơi, hôm nay con đại diện cho nhóm thiện nguyện Cuộc Sống Quê Miền Tây đó, phát tặng quà cho bà con. Thì sư cũng có đôi lời gửi lời đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho bà con mình hả sư? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư rất chân thành cảm ơn mạnh thường quân cùng đoàn của Lý Thiện quê miền Tây để cũng rất là nhiều lần năm nào cũng thiền đại diện của anh Ma Khu Phục Trì ở trong nước và ngoài nước để giúp đỡ cho bà con ở chùa Nha Sĩ Cũ và thuộc vực xã Vĩnh Phú, huyện Nhân Trạch, tỉnh Kiên Giang. Mấy năm trước xã này là xã vùng sâu xa, là đặc biệt là khó khăn nhất trong tỉnh. Năm mới vừa năm rồi thì cũng được công nhận xã nông thôn, mà dân luôn luôn cũng còn gặp nhiều khó khăn vì qua dịch bệnh mấy năm rồi. Hôm nay xin một lần nữa xin thay mặt bà con của Phát Thành Trị ở xã Vĩnh Phú chân thành cảm ơn anh Trì, cô bác anh chị Mạnh Thường Vân đã giúp đỡ cho bà con hôm nay. Thì sư xin chúc cho gia đình cô bác anh chị đã có lòng hảo tâm giúp đỡ cho bà con dùng sâu xa, dùng khó khăn ở xã Vĩnh Phú hôm nay luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, luôn cả được năm pháp của Đức Phật, sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh trí tuệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư xin chào. Con cảm ơn sư. Thì sau đây thì con cũng mời sư đại diện phát quà cho bà con nghe sư. Mấy bà cụ lên đây cũng lớn tuổi không? Quà. Wow.
Rồi rồi mà bà con nhận quà nhé. Xin cảm ơn nhà mình Vân Hà Tâm ở trong thằng Nam mấy năm rồi bên đoàn thiện nguyện của Lý Thiện ủng hộ cho bà con. Trong cái lúc này thì cũng bà con cũng khó khăn, tháng 10 bão Thiện cũng dành cái phần quà này để tặng cho bà con cũng ở quê hương của Thiện đang sinh sống. Rồi con mời bà con cô bác nhận quà nghe. Chúc sức khỏe mấy bà mấy dì nha. Do hôm nay cũng mưa đó, có khi cô bác lên không có kịp thì cứ từ từ vậy. Sáng nay thì phát quà 8:30, chủ yếu là cô bác lớn tuổi, nhiều khi ở con mình nè, 10 kg gạo với đường nước mắm nước tương ăn qua ngày. Rồi mời cô bác nhận quà nghe. Bữa nay thấy gọn hả sư? Con lên từ từ với em á. Tháp bà nhâm đá. Ủa vậy? Con lỡ quên đây luôn chị. Đưa phiếu cho anh kìa bà ơi. Đưa phiếu cho anh kìa. Lấy dây tôi đứng qua đó đi. Vô đứng luôn. Ồ, chơi vui dế nè. Mà anh chào bà. Ồ. Rồi chào với bà này trong sao bực. Bắt cho ốc đi đó. Qua đây nè. Dây. Tao mà chào đó. Đó, tao mà đó.
Dạ. Rồi anh chị nhận quà đi. Rồi mà anh chị nhận quà đi. Cô nhận quà đi con. Dạ dạ. Dạ rồi. Rồi mà anh chị nhận quà đi. Rồi, cô bác nhận quà đi. Chứ trời mưa quá bữa nay. Phần còn lại bà con lên sau đó con nhờ sư phát cho bà con nhìn con hát. Vì trời mưa ngay bão số 4 rồi dạ. Bà con nhầm khi già già không dám lợi. Dạ. Thì có gì chúng xin thay mặt Lý Thiện và cùng nhà mình là Thượng Vân để còn và còn mới xuất và để trao cho bà con của bác mà trời mưa rồi là trẻ sư xin đại diện của Lý Thiện cùng của bác anh chị có lòng hảo tâm để giúp đỡ cho bà con và sư xin trao tận tay cho bà con và sư xin thành cảm ơn chị của con cảm ơn sư. Chính phần kia là chính phần dạo luôn đó.